cái chân cái hai, cái hai bên giò á, đùi 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 đó, hai bên đùi đó, cái đùi đó, cái đùi đúng lên đó. Đây là một bé đã đem ra rồi ha, còn bé, còn bé kia, cái kia là 8 tuổi cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng giờ thì không có được gặp chị. Lúc mà đưa hai bé mà ra đây á thì chị không có ra hả? Dạ, nó ra xã đang kiểm tra mình đuối á. À. Như đang làm việc cái chồng dạ, đi. Dạ, bên đi dạ. Đâu có làm đi, đi theo được đâu, mới đi theo là người ta làm gì hết cho mà vậy mới qua đây được. Dạ. Từ khi mà ngày hôm qua thì cái sự việc nó xảy ra đó, lúc đó chị có nhà không chị? Có nhà đang ba nó cũng mới tai nạn á, người có anh chị lại qua thăm, người nói chuyện với anh chị đó. Dạ. Mình mất cái vụ mà nó đi bắt cá. À, giống như mình lo nói chuyện mình quên. Quên bắt cá rồi thằng nhỏ nó bắt rồi nó trực chân té xuống, nó chắc thằng anh nó xuống dớt. Dạ. Xuống dớt lên. Dạ dạ. Cái ao đó chắc là sâu lắm hả chị? Cái ao đó mới móc ta làm nhà đó. Móc lấy đất để làm nhà lúc lắm á. Xong. Lúc đó vậy là anh với chị là cũng trong nhà luôn rồi, có khách lại thăm. Dạ dạ. Thì anh thì bị cha của bé là bị tai nạn, khách lại thăm nên mình ở trong nhà không hay. Dạ. Rồi khi mà ai là người cho mình hay chạy ra. Hay đó, cho nhỏ giữa nhỏ thư. À con đó. Gái của chị. Nó 10 tuổi nữa. Chạy vô nói mẹ ơi không thấy anh với em đâu hả? Nó mẹ ơi không thấy hai đứa đâu nữa, nó đi kiếm không thấy, mình đi lội xuống nó chắc nó mò cá đó cho xuống chỗ đó mình đi nhảy xuống. Trời ơi. Thì ba nói tụi con đang đâu thương đâu có xuống được đâu. Dạ. Có thằng anh lại giúp đó. Giúp được thằng lớn thì em đi mò được thằng nhỏ. Rồi. Ai mò? Chị mò hả? Mò được cái giò nó kêu lên không được, kêu anh á dùng tiếp kêu lên. Trời ơi, chị nhảy xuống chị mò được cái giò, đụng cái giò của con. Cha thì đang bị thương như vậy nên không có xuống được nên là mẹ nhảy xuống mẹ mò. Còn đâu, gọt giò nè, còn sưng gì nè, lưng còn sưng một bụng gì nè. Trời ơi. Nãy thì tụi em có thấy anh có dán cái lưng lên, có thấy cái lưng còn một cục to lắm. Nghe nói là còn phẫu thuật nữa hả chị? Dạ còn. Mà ổng thấy ba đứa này không có ai chăm sóc. Dạ. Chiều đi thấy là gắng ở nhà mua thuốc lại uống. Cũng đi qua khám bên bệnh viện rồi. Mà nó thấy ba đứa đó không có ai chăm sóc á. Dạ. Mình xin ta xuống nhà đó. Chứ chưa có đi để phẫu thuật nữa. Dạ. Bây giờ gặp tới chuyện dạ, con như vậy. Dạ, mới được đỡ tới con mà hai đứa luôn. Tính trong cái thời gian vừa rồi thì vừa khi anh bị nạn nè, rồi giống như chị cũng vất vả mới có lành lại chút xíu thôi thì bây giờ tới con. Khi mà chị vớt con lên lúc đó là con có còn biết gì không chị? Nghe nói bé trai lớn phải đưa bệnh viện á. Đi nó mềm hết rồi. Mà đi mình anh em nó ta lại giúp quỳ thấy cũng hơi ống mà thằng lớn hơi ống đem đi bệnh viện. Dạ. Yeah. Còn tim nó hơi đập từ từ mà thằng nhỏ nó hơi mềm xèo hết rồi. Mình vớt sau nữa. Dạ. Mất tại chỗ ha. Dạ. Người ta cho xuống trước đem thằng lớn đi qua bên bệnh viện Trăng đó. Dạ. Thêm hơn tiếng nữa, tám giờ mới qua nhà được. Dạ. Thì chỉ có một cái sơ sức chút xíu thôi đó cả nhà. Rồi hồi đó giờ thì hai bé có ra hay ra ngoài sau hè gì không chị? Đợt trước nó cũng đi câu cá, mình ca cá chốt mà nhỏ đó. Dạ. Có câu cá chốt rồi nó hết mùi. Dạ. Đi mò cái con cá nhỏ lại câu nữa. Ồ. Cái gì cái con tép gì con gì con ép nhỏ đó. Nhai gì nhỏ đó nó đi lại câu nữa. Rồi đi con mấy con đó nó về giống như về mình kho hả? Về mình ăn hay mình làm cái gì? Nó làm ăn nó đồ ăn. Trời. Được mấy con nó bỏ trong thùng. Giống như là đi mò mấy con đó để là đi cắm câu. Cắm câu. Cắm câu kiếm cá. Kiếm cá. Con nhỏ nó cũng giỏi quá ha.
nghe nói thì anh với chị cùng với gia đình thì cũng mới về đây thôi hả chị? Dạ, mới về đây đi làm thành phố. Trước đi làm bị ta đụng xe. Mới đi làm thành phố về. Dạ. Là đụng bị tai nạn rồi không có làm. Dạ. Về quê để chữa trị. Trong cái thời gian mà về đây thì anh chị có đi làm gì không? Mới đi bị thương mới về. Về mới về luôn. Dạ, mới về. Nghe nói mới về chừng tháng à? Cỡ 2 tuần à. 2 tuần. Ồ, còn nửa tháng thôi. Dạ dạ. Dạ. Ông đỡ đỡ cái đầu đầu trước tụ xuống bù gì nè. Mà đi khám rồi không ở bệnh viện. Sợ ở đó không có ai chăm sóc nhỏ này nè. Dạ, mấy đứa nhỏ. Thì, mình đi lấy to bệnh viện thành phố lại mua thuốc theo đó. Dạ. Gắng cho bệnh cho đầu hết đi. Dạ. Lành đi mình đi bệnh viện được. Dạ. Mình đi mới bỏ ba đứa này rồi. Anh với chị lên trên đó là mình làm công việc gì chị? Làm vườn chuối, làm ngày con ngày con cá đó. Như là làm vườn chuối là làm như làm cỏ, làm này làm nọ. Đi trồng chuối mình đi chặt lá, chặt gì nhổ cỏ như vậy đó. Làm ngày á. Làm ngày cho người ta. Dạ. Vừa đó giờ mình đi là rất lâu rồi hả chị ha? Đi 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy rồi. Hồi con đi học rồi mới về lúc nó đi lên á. Chắc ở quê này thì cũng không có việc làm hả chị? Không có mà không đủ ăn. Không đủ ăn rồi dạ, mới đi. Dạ con học nữa rồi mình lo mình nhà cơm nước nuôi gì nữa. Dạ. Con học nữa. Gửi chị hai nó lại tiếp coi. Dạ. Đi làm hai vợ chồng. Thật sự hai đứa cùng một lúc. Một cái nỗi đau, một cái nỗi mất rất là lớn với gia đình của mình luôn. Một khi là cha thì nãy thì thấy trời, những cái vết thương vẫn còn, chưa có lành hẳn nữa. Và xúc động quá rồi phải đưa về nhà luôn rồi. Nãy chị ở trong nhà hả? Trong nhà, rồi bên phía cơ quan này kia là xong hết chưa? Xong rồi. Xong hả? Người ta có nói gì không chị? Ta kêu cho người ta chụp người cha mổ rồi. Nói ơi lỡ ơi mà nó xui nó cho nó đi đi mình mổ mình tội nghiệp nó nữa. Vì ta đang đợi ly đốt nữa nè. Như là tới giờ ha. Dạ tới giờ nữa. Muốn ra xe rồi chuẩn bị đang đưa lại đây để quả tán. Nhưng mà con người ta tưởng mình không nó đuối nữa sợ mình cố ý sao vậy đó. Nói chung là sợ có cái chuyện vấn đề gì ngoài. Dạ dạ dạ. Mình nói đâu có gì đâu thì mình ơi cũng ở nhà nó mà. Do cái lúc đó là tiếp chuyện với khách đến rồi cũng như là quên đi hai đứa con. Dạ. Tới lúc mà phát cũng như là nhớ chực lại thì đứa kế là đến là cũng như là báo thì không thấy mẹ ơi anh em nó không biết đi đâu. Thì nó đi coi chỗ đâu chỗ đi hàng chỗ bờ sông đó. Dạ. Thì chỗ đó sâu đó mình đi nhảy đạp xuống đẩy đó. Đại xuống phải. Mà lúc đó là mình đi tới cái bờ ao đó mình thấy có vết cái dấu chân của hai đứa bé không? Có, con nhỏ kia nó thấy nó chắc nó ở đó. Mình đi mò mình nhảy xuống mò đó, nhờ mò chỗ đó. Chắc em biết hai anh chơi chỗ đó. Chắc không biết mà không biết chắc nó biết sao. Có nguy hiểm những cái ao đi vậy. Chắc có lẽ lúc đó là anh với em đi á là bé thứ hai đó có bé kế đó thấy đi đó. Dạ chắc vậy không biết. Mới thấy lâu quá không thấy vô không mới thấy đi báo cho đi mẹ. Bao. Đi bao rồi em đi xuống đi kiếm không thấy em đi mò chỗ đó. Chỗ đó là cách xa nhà anh chị? Cách xa chắc cũng cách xa hơn. Ở sau nhà hả chị? Xa cỡ đây ra lộ hả? Anh thế ngay rồi ngay là tâm linh thân thơ thế là cờ màn 100 mét cờ 200 mét đây. Mình tên là thôi cờ ngay cái gì hết ngay cho màn cờ màn thước. Mình tên là thật ngay á là thế là cách cái nhà chỗ hiện trường cách nhà xa không? Hơn trăm mét. Ra sau nhà bước ra sau nhà hình như là gần cái khu vực nhà của chị là
ao đồ ao đìa với lại sông rồi nhiều lắm đúng không? Đó nhiều mà của nó tụi cũng mới cặp cái nền nhà đó mới sâu. Mấy trong kia là cạn. Thôi cạn nó đi đâu có đi không có. Khu vực đó người ta nuôi cá chị. Đó là thiên nhiên của mẹ em đầu tiên bà móc cái ao mình. Cái kèo thì cái tép gì thiên nhiên vậy đó. Nuôi thiên nhiên. Lâu rồi. Mình mấy năm rồi đó. Mới cặp cái nền nhà đó mới bị vậy. Cái chỗ rất là nguy hiểm á. Khi mới cạp lên múc đất đó, là sâu lắm, nước sâu, dưới nữa. Rồi mấy ngày nó mưa nữa. Rồi khi mà không có sâu nước được. Xuống, rồi mình không có lên được. Đúng rồi, nó sâu. Cái dốc nó sâu không? Dạ. Khó lên á. Hai bé là rồi đó giờ không biết bơi hay chị? Thằng lớn cũng chắc biết á, thằng lớn do đi mò cái tép rồi đi bắt bắt khía. Cái mùi thằng nhỏ nó té xuống rồi nó đi cứu thằng nhỏ. Chứ anh lớn là chắc biết bơi. Kiếm á. Vậy là kiếm rồi cái đó đuối sức quá. Dạ. Là khi mà chị nhảy xuống kia mò là lúc đó là có ai vậy? Có thằng anh đi đầy cậu không chồng đó. Dạ, có người anh. Thì ông nói chục thì thằng lớn thì đừng mà em đi mò được thằng nhỏ nó đậu nó đâu con xuống. Cắm sình hả? Nó đi nó dậy cái chân nó đưa lên. Cái đầu nó xuống dưới sình đó ha, xuống dưới đất. Dạ. Trời. Mà đi mò đại nó đạp lên. Anh dò thằng nhỏ nè, người mà kêu ông lên tiếp lên. Nghe chị kể ha. Thằng lớn chắc cũng không được, nhảy lên nó kêu người cứu thì hết sức luôn. Hết sức đúng rồi. Là hai bé gần nhau không? Xa nhau vậy, chắc là thằng lớn vậy thằng nhỏ vậy nè. Ồ. Nhà con hai bé mát rồi. Nó ôm nhau nó sợ nó chắc cứu không được, nó nhảy lên thằng nhỏ nó xuống vậy á. Cái thằng nhỏ đó thì nó dò nó lên, thằng lớn đầu nó lên. Nghe mà rất là sợ, ra nhà rất là sợ. Thì hồi sáng thì em cũng có vô trọng nhưng mà chưa có vô nhà chị được. Dạ. Đó, thì cũng hỏi thăm bà con hàng xóm vòng vòng. Dạ. Như là cũng khi mà tụi em đến thì chiếc xe cũng chuẩn bị đi rồi. Dạ. Đó, khi mà anh em đến cũng hỏi thăm mới biết được cái hoàn cảnh gia đình mình cũng thuộc diện khó khăn. Dạ. Đó, cha của mấy bé cũng mới tai nạn rồi giờ mấy bé là như vậy nữa. Thì tụi em đến đây thì chắc cũng xin phép Mạnh Thường Quân. Dạ. Gửi cho chị ít tiền á. Để giống như phụ với chị với anh để giống như mua cái gì đó cúng cho hai bé để tới còn cúng từng nha chị ha. Dạ. Thì hôm nay điều đầu tiên thì em đến thì dạ. Em cũng xin phép anh Trần Tài Tình là gửi cho chị là 500.000. Dạ. Rồi tiếp đó thì có chú Xuân Việt Kiều Mỹ hỗ trợ là 500.000. Dạ. Bên cạnh đó thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Rồi tiếp nữa thì cũng có cô Ngọc Việt Kiều Úc hỗ trợ là 500.000. Tiếp nữa thì cũng có cô Nga với cô Yến, cô Sương hỗ trợ là 500.000. Đó thì cuối cùng thì có cô Hồng ở Pháp thì cũng xin phép cô là gửi thêm là 500.000 nữa. Cảm ơn nhiều. Trời ơi. Không biết nói sao, tại buồn quá, cảm ơn nhiều anh. Buồn quá. Chị nói chị buồn quá, thật sự. Tụi em là người ngoài cũng như là khán giả và Mạnh Thường Quân. Dạ. Khi mà xin nghe được câu chuyện mà một gia đình nó mất hai đứa con như vậy ai cũng buồn hết. Huống hồ chi là người trong gia đình, còn chị là người mẹ, người cha nữa. Dạ. Bây giờ còn có ba đứa con thôi, bây giờ còn lại một bé gái 10 tuổi thôi chị. 10 tuổi, hai bé trai là mất rồi coi như. Thì hôm nay em đến em gửi cho chị 3 triệu nha. Dạ. Dạ, 3 triệu đồng. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bây giờ em xin phép. Biết nói sao, buồn quá nói. Chị nó không biết sao nữa, nó buồn quá. Đắp lại được. Dạ. Thôi. Cái nỗi mà đau, cái nỗi mất mát. Em bình tĩnh nhiều lắm, chồng em hồi vô đây nói ông xỉu, ông tội luôn. Chị gán chị bình tĩnh. Dạ, phải ơi. Chồng vậy mình chạy mẹ những tay mà lo cho con mình. Đúng. Chắc hôm qua nay thì chị cũng khóc hết nước mắt. Dạ, đâu có ngủ được. Nghe tiếng con ăn gọi nó mẹ ngủ không được, không mặc không được luôn. Trời ơi, chị cứ nghe con chị kêu dạ, hả? Dạ, dạ. Hằng ngày nó đâu có đi đâu, tại hôm qua nó cúp điện. Trời. Vì không có điện, hết pin, điện thoại nó không pin, pin quay hoạt hình á, dạ. Nhỏ. Nó kêu bà, kêu thằng lớn, anh ơi đi chơi, đi ra chơi. Dạ. Đi ra chơi rồi đi câu cá, cá chục, mấy con nữa. Nó hết cái tép, con tép nó hết. Ok, hai anh em đi
bắt cái con ếch nhỏ em, con nhái nhỏ đi câu. Tính ra thì cháu là hai đứa là chủ yếu là đi kiếm mồi để đi kiếm câu cá cho gia đình. Nó mê đi câu cá. Câu cá không có xa đâu mà mình mất xui mũi mà lại gì chút xíu đó. Người ta lại không trồng vậy đó. Sơ sẩy chút xíu thì rất là đau lòng đó. Nhận tiền giúp em nha. Tuy cái số tiền không lớn nhưng giống như Mạnh Thường Quân san sẻ cái nỗi buồn, cái nỗi khó khăn với chị. Mua cái gì đó cúng cho nhang đèn, gì đó cúng cho hai bé. Nó tội lắm cả nhà ơi. Thì qua video thì em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân chung tay để giúp đỡ cho hai bé, gia đình của hai bé. Không biết nói sao, cảm ơn nhiều. Thương quá cả nhà. Thì đến đây thì em cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình thêm một ít tiền nữa. Thì đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là hỗ trợ 500, cô Mai, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là hỗ trợ 500, tổng cộng là 1 triệu gửi cho chị phụ với gia đình mua nhang đèn để thắp cho bé ha. Dạ, cảm ơn nhiều. Ok, anh em thì cũng chung tay mỗi người ít từ Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho gia đình đó. Dạ, thì bây giờ em cũng gửi cho chị luôn ha. Chị nhận giúp em. Dạ, 1 triệu của Mạnh Thường Quân. Dạ, bên đó thì trên tháng miền Tây cũng xin hỗ trợ gia đình 500 ngàn ha. Dạ, mong mà chị vượt qua cái nỗi đau này nhé. Dạ, cảm ơn. Dạ, bên tháng miền Tây thì cũng hỗ trợ cho gia đình là 500 ngàn. Nhưng mà sao nó cảm ơn vậy? Ai buồn quá, có mất. Chị nói chị, tại chị buồn quá, không biết sao mà buồn quá. Nỗi đau quá. Cái nỗi đau này thì không phải một ngày một bữa mà quên được đâu chị, cả cuộc đời của mình. Một cái giây giúp thôi. Chút xíu thôi đó cả nhà. Nên là thật sự thì bé nó cũng 12 tuổi rồi, rồi bé kia 8 tuổi. Và gia đình thì nhiều người, chắc khán giả mà xem được thì cũng nói là, một số khán giả thì cũng nói là tại sao cha mẹ mà không dặn con hay là như thế nào đó, đừng cho con ra ao hồ. Nhưng mà thật sự ở nhà thì bé cũng lớn, có chút xíu vậy thôi. Nhỏ gái nó không đi theo nữa, ba đứa chứ không biết sao nữa. Nhỏ ông gái nó không đi theo anh nó cho em nó. Đó giờ rất là nhiều cái sự việc như thế này xảy ra ở miền quê mình á. Mình nuôi trẻ mà hay ra sông ra suối rồi. Nhất là trong cái những tháng hè rất là nguy hiểm, những đứa trẻ hay đi chơi ngoài ao hồ lắm. Giờ chứ gia đình thì cha mẹ cũng kỹ đó, cũng biết còn canh ra đó, nhưng mà sơ suất một chút xíu thôi. Xui rủi chút xíu thôi là gặp gì đó cả nhà. Cũng biết là rất là nguy hiểm luôn. Chắc có lẽ là gia đình khó khăn quá như thế nào mà mấy đứa trẻ lại đi tìm kiếm cái đồ ăn, đi tìm kiếm những con cá mà xảy ra cái nhỏ nó mê con cá, cái vụ mà đuối nước mà tới hai anh em mất một lượt đấy cả nhà. Với lại sống ở trong đồng trong quê vậy thì mấy đứa nó hay đi bắt này bắt kia lắm, mấy đứa nhỏ nhỏ, tại vì bé trai bé anh thì cũng biết bơi rồi, mà ai ngờ bé em đi theo thì có thể là bé em bị té rồi đuối nước rồi bé anh xuống bị vớt lên. Thì không ngờ thật sự một người lớn mà vớt một người là cũng bị luôn, đúng không? Cũng khó nhưng mà đâu có vớt được đâu. Hai đứa còn nhỏ nữa, không có ai nữa. Nếu như mà té dưới sông lớn á nha, mà đối với người mà không biết lội mà một người biết lội đi nữa, nắm níu với nhau một hồi là cũng đuối, cũng mất hết luôn. Huống chi là hai đứa còn quá nhỏ. Chắc là vì thấy em ngọt nước hay như thế nào đó rồi phóng xuống rồi gút gột rồi hai đứa rồi trời hồi là hai đứa mất hết luôn. Thôi chị cũng cố nén cái đau buồn ha, để lo cho bé, giống như giờ còn quay đợi được không, lấy hài cốt tiếp ha, còn một người nữa, còn bé nữa. Còn khoảng bao lâu nữa hả chị? Hình như sắp xong rồi kìa, thấy chú đem cái dĩ vô rồi đó. Đây là hài cốt mà của bé trai 12 tuổi đó cả nhà. Nằm mồ chia đồng buồn với gia đình, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân gửi tấm lòng này đến cho gia đình, giúp cho gia đình lo cho hai bé trong cái phút này đó cả nhà. Chứ không biết rồi chị cố gắng ha, rồi chị có làm đi, giờ cũng chuẩn bị để mình qua bên đó để mình nhận cho cốt của bé em. Dạ chị, chị có tiền đi, cố gắng lên nha chị, cố gắng lên. Chị nói buồn quá, chị cũng ráng kiềm lòng, thấy anh
vì đây sắp lên là biết sao ngủ nghe gì được ở đây. Chứ nghe tiếng của con kêu bên tai hoài. Thằng nhỏ nó hay dùng nghèo, mẹ ơi con xin tiền mẹ ơi con xin tiền. Thằng nhỏ nó dùng nghèo quá. Nó thương mẹ nữa. Ba nó bệnh, mẹ con làm phải sữa cho con cho ba uống. Trời, nó dùng nghèo vậy à. Cưng lắm. Mấy cái ngày trước mà mấy bé có nói những cái câu gì đó không chị? Cũng biết mà thấy thằng lớn nó thăng. Buồn lắm mẹ ơi, sao con buồn. Con thấy mẹ về ba bệnh nữa, người con muốn vô họ quay không có xe đạp. Con xong tiền mua xe đạp. Vậy nó xong tiền được 45 ngàn. Không có mẹ được mua cho đâu, con từ sống tiền mua sinh trang đâu ghé được rồi. Thì con nói vậy đó, tội nghiệp con lo nhiều lắm. Cha mẹ bệnh như mẹ cha bị nạn gì đó rồi mẹ nó cũng lo sống, đâu có làm ra tiền đâu. Buồn lắm mẹ ơi, thì lo tới sắp tới ngày đi học rồi không có tiền. Không có tiền đạp này kia. Mẹ thằng con mua cho con đừng có lo, con sống tiền từ sống tiền được rồi. Mua sinh trang đâu ghé. Dạ. Nó thấy nó cũng biết cha mẹ khó nữa. Dạ. Mà lòng coi nha. Nói với chị là buồn lắm. Thấy cha như vậy. Sao còn nhỏ mà biết ha. Mới 12 tuổi rồi. Muốn cái chiếc xe đạp mà gán sắm tiền cho tự mình mua chứ không để cho mẹ mua. Hai thằng nhỏ cũng xong được 30 ngàn nữa. Hai đứa nó xong tiền, thằng lớn 45 ngàn. Lấy tiền ra anh thấy. Mẹ đừng có lo cho con từ xong tiền. Nghe tiền nói vậy đó. Buồn lắm. Nó biết lo cho mẹ, cha mẹ nó thấy mơ mẹ buồn nó không lo, không kêu nữa. Yeah. Thấy nó thang cái gì, hồng quán thấy nó thang cái gì. Mình chỉ nghe vậy thôi thì mình nghĩ là con chắc buồn vậy thôi chứ không. Dạ, yeah, mình không đâu biết đâu, tại nghe nói vậy, nói theo như vậy. Đi học như vậy mà đó giờ không có xe luôn hả chị? Có xe mà nó gắn nó lớn rồi nó đi xe đạp được cho ba mẹ đi làm. Vì thằng chị hai nó cũng ở nhà xa nữa, có con nữa. Thì con quay nhà bên mẹ chồng mới cất nữa. Dạ. Xây người ta bên kia người ta phá. Mà không ở nhà thì nó cái cục gạch nè. Tập vô nó bẻ cái giếng hoài à. Nó thấy thương cho chị hai nữa. Ở đi hay với anh em nó đi học cũng được. Thằng nhỏ nó đi theo mẹ cũng được. Thằng nhỏ nó học được nữa chừng ơi. Nó thấy đi làm nó đi theo. Đi làm bò, đi bò, bò mẹ, ba mẹ không được. Thì thằng đứng đi hai đứa thì đi học được 1 năm rồi. Mới vô được 1 năm mà. Tại mình nghèo quá đi làm nó đi theo, đi nó theo. Mình kiếm tiền xây nhà cho con ở. Nhà được trước thì nhỏ xíu rồi, thì giọt nước, giọt mưa lại giọt nữa. Hai chồng đi gán đi làm để xây cái nhà cho con ở. Mà giờ con gì vậy đó trời. Gán đi làm để kiếm tiền để xây lại cái nhà cho mấy đứa con ở kín đáo. Giờ nó 11 tuổi mới vô học được một lớp 1 cũng thương cha mẹ lắm, nó than gì hơn. Mình đi đâu nó cũng đi theo. Đi làm chỗ nào nó cũng đi theo. Cha mẹ rất già, rất lo cho cha mẹ nữa. Rất già. Cha mẹ khó khăn nhiều, đi gán đi làm mẹ, sao. Con đi học vậy con không mắc cỡ đó. Không mắc cỡ đó mẹ, tại mình nghèo. Con học cho biết chữ được rồi. Thằng lớn nó biết nói gì á. Như hai đứa con vô học trẻ, ba đứa học vô học trẻ thôi. Mới vô học ba đứa một lớp rồi. Thằng nhỏ nó không chịu xa mẹ ba được học được người chồng mình đi mà nó đi theo luôn. Cho thằng lớn hai đứa chị em nó anh thì học rồi mới gan học cho học giỏi bằng khen cho mẹ nữa. Thằng trai đó, thằng lớn đó. Lấy bằng khen cho mẹ nữa. Mẹ ơi, con học giỏi nè. Gan năm nay vô học được cái khen cho mẹ nữa. Biết vậy á. Nói gán năm sau đi học để lấy bằng khen cho mẹ tiếp. Vậy á. Những câu nói như vậy của bé thì làm sao mà người mẹ thì là chú làm bên chạy gà mình có con đi tiếp thì làm được, đập được tốt nữa. Thì mình thấy con lớn rồi không có chỗ, không có học, đi học chữ, biết gì.
thì gắng đi chỗ khác làm đi cho con học được, mình cha chồng đi, vợ chồng đi làm được rồi, gửi tờ gửi tiền cho con đi học, biết con cũng lớn rồi, ba mẹ cũng biết khổ mà, để thằng nhỏ nó chịu không được mẹ con sao ba mẹ không được đâu, con đi theo mẹ. Thì gia đình đi làm cực khổ nhưng mà vẫn quay vào người có nhau đúng không chị ha? Chứ bây giờ mà có tiền nhiều mà bây giờ lại mất con như vậy thì không có gì mà đánh đổi, không nói gì đánh đổi bằng. Quá thương cả nhà. Bây giờ không biết nói gì thì chị cũng cố gắng ha, cố gắng lên. Chứ bây giờ thì hai bé cũng được an nghỉ rồi, chứ bây giờ mình còn một cái gái nữa, còn một bé gái nữa thì bây giờ cũng cố gắng thôi, chứ em chỉ biết nói là cố gắng thôi chứ không biết làm như thế nào. Tuy là biết cái nỗi buồn này nó sẽ còn dài lắm, còn nhiều. Nghe cái tiếng con kêu mẹ, nước mắt không biết chỗ nào nó ra, nhau ngồi hồi nó biết mình biết khổ, mình sẽ bình tĩnh lên vậy. Cũng khổ lắm rồi. Chị còn phải gánh nặng mốt lo cho chồng nữa, chồng bị như vậy đó, chưa có hết vậy hết, còn yếu lắm, mà lo cho con nữa. Lo, thì còn con gái nữa. Thôi vậy hả chị ha? Giờ em chào chị. Rồi, dạ, cảm ơn mình Thường Quân. Dạ, dạ. Được rồi. Không biết nói vậy sao đâu, tại dạ. Buồn quá. Tại buồn quá. Gắng bình tĩnh. Cố gắng. Bệnh thì chồng mình thiếu ngơ, bọn chồng cũng bệnh nữa. Dạ, chị nói chị cố gắng bình tĩnh. Dạ. Chứ chồng thì giống như bị xúc động quá. Dạ. Ai đứng ra để lo.